Xin chào thầy cô nhé. Thầy cô đã nghe rõ tiếng chưa? Dạ thưa thầy, nghe rõ rồi ạ. Rồi, thế là rồi. Thế Có báo cáo thầy cô thì ta bắt đầu được chưa? ạ. Dạ vâng, chúng em sẵn sàng ạ. Báo cáo thầy cô thì chiều hôm nay chúng ta có một cái buổi không không hẳn là tập huấn mà là một cái buổi trao đổi về một số vấn đề liên quan đến việc sử dụng cái tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp và chuẩn bị cho cái công tác ôn tập tốt nghiệp của các cháu học sinh. Đấy. Thế thì báo cáo với thầy cô thì chiều nay là có hai phần. Phần một là sẽ trao đổi với các cô về một số nội dung. Sau đó thì chỗ nào thầy cô thấy vướng mắc thì thầy cô cứ hỏi và tôi sẽ trả lời. Và ta cố gắng là hết phần nội dung trao đổi nào thì ta sẽ hỏi và tôi sẽ trả lời luôn phần nội dung đó để chúng ta đi hết từng phần một. Để báo cáo với thầy cô thì bắt đầu bằng cái đầu tiên là cái quyết định 764. Báo cáo thầy cô đấy. Ngày 8/3/24 thì Bộ có ban hành cái quyết định của 764. Thầy thầy cô tham gia thầy cô tắt tiếng nhé, thầy cô tắt, tắt tiếng đi là bởi vì tiếng của thầy cô vẫn để thì nó sẽ rất là nhiều loại tiếng. Để báo cáo thầy cô thì ta bắt đầu từ cái công văn số 764. Thế trong công văn 764 là quy định cấu trúc và định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 trở đi. Đấy, thì cô lưu ý là có hai thứ như là cấu trúc định dạng. Đấy, cấu trúc định dạng. Thế thì những môn khác thì thôi ta không quan tâm. Ta chỉ quan tâm đến môn địa lý thôi. Thế môn địa lý thì tổng số câu là cho cái đề năm 2025 tương lai đấy thì nó sẽ là 50 câu. Xin lỗi chậm 50 phút. Và 28 câu bao gồm có phần 1 là 18 câu, phần 2 là 4 câu và dạng thức thứ ba là 6 câu. Thời gian làm bài của các cháu là 50 phút. Như vậy, nếu mà đem so sánh với đề thi hiện hành năm 24 này và trở về trước ấy, thì đề thi năm 25 thì có thêm hai dạng thức mới. Hai dạng thức mới. Đó là dạng thức về câu hỏi đúng sai và dạng thức về câu hỏi trả lời ngắn. Và nếu so số lượng câu thì cũng giảm. Bởi vì giờ còn có 28 câu thôi. Đấy, thế trước là 40 câu. Thì báo cáo với thầy cô là như vậy. À, bây giờ ta đi vào từng cái phần 1, phần 1, phần 2, phần 3. Thế phần 1 thì là câu hỏi gì, phần 2 câu hỏi gì, phần 3 câu hỏi gì. Thế thưa thầy cô thì phần 1 chính là câu hỏi trắc nghiệm khách quan mà ta vẫn thi bấy lâu nay. Đấy, mà chúng ta quen gọi là trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn hay là multiple choice question đấy. 4 cái lựa chọn đó. À, và chỉ chọn một đáp án đúng duy nhất thôi trong ABCD. Đấy, thế thì dạng đấy là hiện nay vẫn sử dụng thi và với số lượng câu là nhiều nhất là 18 câu. Dạng thứ hai là dạng đúng sai. Dạng đúng sai thì có 4 câu. Và câu đúng sai ấy, thì thực ra nó chính là 4 cái câu của trắc nghiệm khách quan kia. Nếu ta hiểu nôm na nó là như thế, nhưng mà về bản chất thì nó cũng phải như vậy. Nhưng mà nôm na thì nó vẫn là một cái câu dẫn, một cái đoạn thông tin. Tí nữa về câu hỏi tôi sẽ nói. Sau đấy thì có bốn cái phương án trả lời và bốn cái phương án đó thì nó cũng không hoàn toàn là trả lời mà nó có thể là triển khai, có thể là quy nạp, có thể là diễn dịch. Em ơi, Thành ơi, Thành và Hiếu nhắn tin đừng nhắn lên trên Zalo, nó hiện hết lên đây. Tiếp nhá là cái phần phần bốn câu 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 hỏi đấy về trả lời đúng sai đấy thì học sinh phải chọn cả bốn, còn cái 18 câu kia thì học sinh chỉ chọn có một thôi.
học sinh chọn một thôi. Nhưng mà cái bốn đúng sai là phải chọn cả bốn, có thể là chọn vào đúng, có thể là chọn vào sai, và cái đúng chọn như thế nào, sai chọn như thế nào thì nó thể hiện ở trên cái Với phiếu trả lời đấy, phiếu trả lời các trắc nghiệm. Và cái phiếu đó thì lát nữa tôi cũng sẽ chiếu và tôi sẽ nói qua để thầy cô sau này thầy cô hướng dẫn cho học sinh của mình có thể tô đúng vào trong cái phiếu đó. Thế còn dạng thức thứ ba là dạng trả lời ngắn. Trả lời ngắn thì thực ra cái này nó rất phù hợp với khoa học tự nhiên, nó cũng không hoàn toàn là phù hợp lắm đối với lại môn khoa học xã hội đấy. Nhưng mà đối với môn địa lý thì địa lý của mình thì nó lại kiểu như lưỡng tính, nói là khoa học xã hội cũng được, nói là khoa học tự nhiên cũng được. Thế vì vậy mà địa lý nó cũng có cái chuyện là tính toán đấy, cho nên là người ta sẽ có cái dạng thức này và với số lượng là 6 câu. Và thưa thầy cô cái dạng thức trả lời ngắn, tại sao tôi nói nó phù hợp với khoa học tự nhiên, bởi vì nó là một cái ví dụ cho một cái bài toán thì người ta sẽ hỏi cả một cái quá trình giải đấy, xin lỗi, cả cả một quá trình giải, và anh kết thúc bằng một cái đáp án, một cái con số, và anh chỉ được sử dụng cái con số đó để trả lời thôi. Thế thì dẫn đến là địa lý của mình rồi cuối cùng là cũng là tính toán. Thế và người ta sử dụng cái dạng thức thứ ba trả lời ngắn nhưng thực ra là tính toán và kết thúc nó bằng một con số đấy, để báo cáo thầy cô. Thế tí nữa về phiếu trả lời và phần câu hỏi thì thầy cô sẽ rõ hơn. Đối với phần đúng sai đấy thì người ta sẽ có học sinh phải chọn cả bốn, không giống như là multiple choice question, tức là phương án trả lời trắc nghiệm khách quan, mà học sinh phải chọn cả bốn. Và học sinh chọn được một ý đúng thì được 0,1 điểm, hai ý đúng thì được 0,25 điểm, và ba ý đúng thì được 0,5 điểm, và bốn ý chọn đúng thì được 1 điểm đấy. Thế thì báo cáo với thầy cô là mỗi một câu đúng sai là 1 điểm, và học sinh chọn được cả bốn chính xác Đúng thì rồi. là được Tới rồi, họ vô rồi. À, làm sao mà bật ấy lên được nhỉ? vẫn có tiếng. Đã. Thầy cô tắt tiếng nhá. Và nếu mà chọn cả bốn ý chính xác thì được 1 điểm, và chỉ chọn được một ý chính xác thì 0,1, chọn được hai ý chính xác thì 0,25, ba ý chính xác thì 0,5, và bốn ý chính xác như nói lại thì là được 1 điểm. Thế rất nhiều thầy cô thắc mắc tại sao lại chọn được một ý mà lại được 0,1, nên ý thứ hai chọn đúng, chọn chính xác thì lại được 0,25, tức là thang đo 0,2, đến chọn ý thứ ba chính xác thì lại 0,5, tức là thang đo là 0,25, và đến ý thứ tư chính xác thì là 1 điểm, là thang đo 0,5. Thế thì xin thưa thầy cô là về khoa học đánh giá là người ta tính toán rồi, và cái này là đã ban hành và chúng ta cứ thực hiện thôi, chứ chúng ta không có bàn nhiều. Nhưng mà về mặt chuyên môn ý, thì nó có như này. Trung cấp, sao lại có trường trung cấp An Giang giơ tay này. Anh mở ý kiến. À, thầy cô vẫn nghe rõ chưa? Dạ rõ ạ. Vâng, À. bởi vì có người giơ tay thì không biết là giơ tay hỏi về cái gì. Thế thì ta tiếp tục nhé. Trong cái khoa học đánh giá thì người ta mới tính như này thầy cô này, tức là tôi vừa nói rồi, tức là cái này nó là tuy là nó là đúng đúng sai nhưng mà nó là một bài toán trọn vẹn đấy, một bài toán trọn 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 vẹn. Thường đấy khoa học tự nhiên thì nó rất là phù hợp, là bởi vì tôi lấy ví dụ người ta cho một cái bài toán bình thường khi học sinh giải, ví dụ như giải phương trình bậc nhất có ẩn số ở mẫu chẳng hạn, cái đó rất là dễ đấy. Thế thì khi học sinh giải thì việc đầu tiên là học sinh phải đặt được điều kiện, ví dụ như là 2 trên x bằng 5 chẳng hạn, thế thì dứt khoát x phải khác không đấy. Như vậy là học sinh chỉ cần đặt được điều kiện thôi thì đã được 0,1. Nhưng alo, như vậy là cái điểm ấy thì nó chạy từ từ cái chuyện là ý thứ nhất là rất dễ. Cái âm thanh của cái laptop coi. Biết nữa.
giờ tìm tiếng để tắt thì đây 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 Thanh đây lớp lớp à, mở mở rồi ạ. Mở rồi nè. để các thầy cô tắt mic Rồi ra nữa rồi đó. ta trở lại tiếp nhá. Và như vậy là ở cái bình thường một bài toán ấy thì nó theo một cái quá trình giải. Thế khi giải mà chỉ cần đặt được Vô điều vô kiện thôi thì được, nè, như vậy ông điều kiện đang thì nấu ai đạt kìa, được, thầy đang và nó nấu là câu kìa, rất dễ, và màu chính tiếng vì rất hả, dễ màu cho nên nghe họ để tiếng là 0,1 điểm. Xong rồi nó mà cứ là khó chữ dần mà lên, được khó dần, á. và cuối cùng anh phải giải quyết được trọn vẹn một bài toán thì anh sẽ được là tổng là 1 điểm. Đấy. Rồi. Điều cơ bản đây. Ờ, thầy 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 nào ở miền trong thầy đang nói to quá. Thầy thầy thầy, thầy tắt tiếng đi hộ cái. Nè, bật cái micro nó để thế nè. Đây này, để Micro tắt rồi. À, tiếp nhá, tiếp là nhưng mà đối với lại môn địa lý và sau này kể cả môn khoa học tự nhiên thì nếu mà khoa học đánh giá thì là ông trả lời được ý thứ nhất thì ông mới trả lời được ý thứ hai thì mới trả lời được ý thứ ba thì mới trả lời ý tư, và như thế thì mới được trọn vẹn là 1 điểm. Nhưng mà thi của chúng ta thì thầy cô biết rồi, là người ta sẽ ra một số đề, sau đó họ sẽ trộn. Đấy, trộn. Thế như vậy là cái trường hợp cái phần trả lời ngắn này này, xin lỗi phần phần đúng sai này này, thì có khi là học sinh chọn được cái ý thứ ba, ví dụ ý thứ ba là ý 0,5 điểm, ý thứ nhất là ý 0,1 điểm, nhưng mà học sinh vào một cái chọn ngay là ý thứ ba mà chỉ chọn được một ý đó thì cũng chỉ được 0,1. Đấy, cho nên là thưa thầy cô là nó cũng có một cái tí một cái chút gọi là nó hạn chế ở chỗ 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 đó, nhưng mà về cơ bản thì nó sẽ đáp ứng được là học sinh đọc vào những cái câu đúng sai thì chắc chắn sẽ chọn được câu dễ nhất. Tí nữa vào câu hỏi cụ thể thì cô sẽ thấy, và câu dễ nhất đó thì học sinh được 0,1, rồi cứ khó dần khó dần khó dần và kéo đến cuối cùng là được 1 điểm. Còn phần 3 thì của ta đấy là 0,25, 0,25, và tôi đã nói từ lúc đầu là kết thúc bằng con số, cho nên là về cơ bản của chúng ta là tính toán. Và trong tính toán ở phần môn địa lý thì phải tính toán các quan hệ địa lý, chứ không phải là tính toán những con số mà nó chẳng có ý nghĩa gì cả, kiểu như cộng trừ nhân chia như là toán tiểu học ấy, về địa lý. Thế thì thưa thầy cô, đấy là cái quyết định 764. Thì tôi xin trao đổi qua với thầy cô để thầy cô nắm được như thế. Bây giờ mà ta dừng lại, ta thảo luận cái 764 này ấy, thì nó rất là lộn xộn, là bởi vì thầy cô chưa có những cái dạng thức cụ thể câu hỏi để minh họa. Thì chúng ta sẽ có thể là trao đổi thảo luận nó rất là lâu và chưa chắc đã vỡ ra được. Thế tôi xin báo cáo luôn phần thứ hai, đó là phần câu hỏi tương ứng. Thì thưa thầy cô là câu hỏi là như này. Hôm nay thì không phải là một buổi tập huấn để tập huấn cho thầy cô biên soạn câu hỏi, không phải như như thế, mà là một buổi tập huấn để thầy cô biết được là ba dạng thức này nó sẽ tồn tại trong tài liệu hướng dẫn, và đồng thời nó được sử dụng trong cái kỳ thi theo quyết định của Bộ trưởng. Đấy. Thế thì sau khi mà chúng ta trao đổi xong thì chắc chắn là thầy cô có thể có thêm được một số cái bổ sung thêm hoặc là hỗ trợ thêm một số các cái năng lực. Sau đây thì nếu trao đổi xong thầy cô có thể tự mình biên soạn được câu hỏi, đấy cũng là một cái rất là tốt. Cái thứ hai nữa là thầy cô có thể mở các cái tài liệu ra, thầy cô có thể đọc tài liệu và thầy cô biết được là câu nào là ra đúng, câu nào là ra không đúng. Đấy. Thế thì để thầy cô lọc, thầy cô dạy, tránh tình trạng là tài liệu hiện nay thì nhiều lắm, nhưng mà có tài liệu thì viết, nói thẳng là viết liên tha liên thiên đi, nhưng mà rồi cuối cùng thì chúng ta cũng mang ra dạy học sinh, người ta cũng không có kết quả báo như vậy. Nhiều cô báo luôn đủ Thưa thầy cô, thì đi. về dạng thức một thì tôi không nói lại nữa, bởi vì dạng thức một là ta đã tập huấn và dạy cho học sinh mấy năm nay rồi, cho nên tôi không nói lại. Bây giờ ta ra cái dạng thức hai là đúng sai. Thế thì thầy cô quan sát cho tôi câu 1 và câu 3. Thầy cô có đọc được không ạ? Cái chiếu mà xe trên màn hình nó có hiện lên không thầy cô? Em nói Có không ạ? tôi ạ, Có rồi. có nhưng mà Vâng. nhỏ quá thế ạ. Chữ chữ nhỏ à?
màn hình chính Nó là siêu không nhỏ phải ạ. chứ không không em chưa nhìn thấy file đâu ạ. Đã to chưa? Dạ chữ nhỏ thầy. Chữ nhỏ à? Thầy ơi, thầy đang chiếu cái quyết định 764 á thầy. Chữ rồi. Thầy ơi, không không. Ờ xong chuyển hướng lên. Đây. Màn hình đang Rồi là rồi quyết rồi, định ok ok 764 ok thầy ạ. ok. Cái file là gì? Đây 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 đây, dưới Nó này, nằm ở dưới đâu? này. Đây đây dưới này. Nó đây, nó đây. Rồi. Rồi. Đó. Rồi, đã được chưa thầy cô? Được rồi thầy ạ. Được Được rồi chưa? Được Rồi. rồi thầy ạ. Rồi Được ok. rồi. Rồi. Vâng. Thế thôi bây giờ ta cứ bàn từng câu một nhá. Câu 1 này hoặc là tôi thầy cô đọc hai hai câu để phân phân biệt cho nó rõ này. Thầy cô thử so sánh câu 1 và câu 2, câu 1 và câu câu 3. Tôi bê câu 3 lên cạnh câu 1. Thầy cô so sánh thì thầy cô sẽ thấy được nó cũng cũng đơn giản thôi, không đến mức độ phức tạp. Đấy, khoảng 2-3 phút để cô đọc nhá. Bây giờ ta trao đổi luôn này cô nhá. Câu 1. Thông tin này, thông tin này. Nhiệt độ trung bình năm của cả nước là 20 độ C trừ vùng núi cao. Tổng giờ nắng là cần này giờ. Lượng mưa trung bình năm là cần này. Độ ẩm không khí trung bình là cần này. Và cân bằng ẩm là luôn dương. Người ta cho này. A. Nội dung trên thể hiện đặc điểm khí hậu nước ta là nhiệt đới ẩm. Thế này chắc chắn là học sinh phải chọn gì? Chọn đúng đúng không? Tiếp. B. Do ảnh hưởng của biển và các khối khí di chuyển qua biển kết hợp với yếu tố địa hình nên độ ẩm của nước ta cao, độ ẩm không 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 khí cao. Như vậy ý B này chính là cái gì thầy cô? Ý B là giải thích cho độ ẩm không khí cao. Có đúng không ạ? Tiếp. Nên nhiệt độ trung bình năm của nước ta cao. Như vậy ý C là giải thích cho cái nhiệt độ trung bình năm và có thể giải thích luôn cả cái giờ nắng đấy. D. Cân bằng ẩm nước ta luôn dương. Tức là cái ý cuối cùng đấy, cân bằng ẩm luôn dương là do lượng bốc hơi luôn lớn hơn lượng mưa. Nếu mà lượng lượng bốc hơi mà lớn hơn mưa thì không bao giờ có chuyện là cân bằng ẩm dương, mà cân bằng ẩm sẽ là âm, thiếu mà. Đấy. Thế thì thưa thầy cô là cái câu hỏi một ấy, thôi thì ta cũng không định nghĩa, nhưng mà ta tạm thời coi là câu hỏi một nó kiểu như dạng, ta gọi nó là quy nạp. Đấy, kiểu như dạng và ta gọi nó là quy quy nạp. Có nghĩa là tôi cho thông tin đầy đủ ở trên, thông tin đầy đủ, sau đó tôi hỏi ý thứ nhất, thông tin trên là cái gì? Đấy, thông tin trên là cái gì? Thế thì thưa thầy cô là kiểu gì học sinh chẳng trả lời được, mà chỗ này không phải một. Sau đó ý thứ hai là tôi hỏi những nguyên nhân nào tạo nên những thông tin trên, thì cái này khó dần lên và nó cứ khó dần lên đấy. Nhưng mà toán thì cái độ khó nó rất là rõ là B là khó, C khó hơn B và D khó hơn BC, nhưng mà lịch sử địa lý khoa học xã hội là không rõ được giảng, bởi vì lịch sử khoa học địa lý là nó các ý là nó rời nhau. Đấy, phần lớn nó rời nhau. Đấy, cho nên là rất là khó có thể nói là C khó hơn B, rồi D lại khó hơn C và D. Và B. Thế thì thôi ta cứ tạm thời là ta sắp xếp như thế. Rồi đến khi mà vào làm đề người ta cũng trộn lung tung và cũng không còn thứ tự này nữa. Đấy. Thế thì thưa thầy cô dạng đúng sai thứ nhất, ta tạm thời và ta cứ tạm thời ta gọi với nhau để cho nó dễ gọi, đó là dạng quy nạp. Có nghĩa là
tôi cho anh một cái đoạn thông tin, sau đó tôi hỏi nó là cái gì và yêu cầu anh giải thích các cái nội dung đó. Đấy. Hoặc là cũng có câu mà người ta lại yêu cầu là hỏi về quan hệ của những cái thông tin ở trên, ví dụ như quan hệ giữa nhiệt độ với lại độ ẩm, quan hệ lượng mưa và độ ẩm, vân vân, đại khái thế. Đến câu 3, tôi bỏ câu 2 dưới là câu 3 này để chúng ta có cái so sánh. Câu 3 thì người ta hỏi như này, người ta cho thông tin như này: tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa là đặc điểm nổi bật của thiên nhiên Việt Nam và biểu hiện qua đặc điểm thành phần tự nhiên như khí hậu, địa hình, đất, sông ngòi và thành phần khác. Đấy. Như vậy cái đoạn thông tin ở câu 3 Ở đây có mấy không chữ? phải là đoạn thông tin Mình có dùng chi máy tiết. chiếu lên. Không phải là Mình đoạn có thông tư tin thế mình mua. chi tiết, mà cái đoạn thông tin ở câu hỏi 3 chính là đoạn thông tin khái quát. Đấy, khái quát. Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của thiên nhiên Việt Nam được biểu hiện qua các cái đặc điểm này. Rồi đến ABCD, thì ABCD người ta sẽ giải quyết những cái khái quát của đoạn thông tin trên. Đấy, giải quyết khái quát. Ví dụ như là khí hậu nước ta có nền nhiệt độ cao và nhiệt độ trung bình năm cao. Thế thì nền nhiệt độ cao và nhiệt độ trung bình năm cao chính là giải quyết cái đặc điểm thứ nhất là khí hậu mang tính chất nhiệt đới. Đấy. Xong rồi đến lượng mưa. Xong rồi đến là yếu tố về địa hình. Xong rồi đến là yếu tố khác về đất đai. Đấy. Thế thì thầy cô so sánh câu 1 và câu 3 thì tôi cứ tạm coi là câu 1 được cho là câu gọi là cho thông tin đầy đủ hết ra. Xong rồi hỏi nó là cái gì thì câu được cho vừa nãy được cho mình cho nó là quy nạp, thì ở cái câu 3 này thì cái dạng này nó chính là dạng diễn dịch thông tin, có nghĩa là cho thông tin khái quát xong rồi yêu cầu anh giải quyết những cái thông tin khái quát đó ở ABCD và anh chọn làm sao cho nó đúng. Đấy, thế thì không hạn chế là một mình A B đúng, hay là chỉ có một ý đúng, hay là chỉ có một ý sai, ba ý đúng, thì thưa thầy cô là cái này tùy theo cái người người ta ra câu hỏi. Có khi họ muốn kiểm tra khó họ sẽ ra sai hết, tức là ABCD này này là các cái thông tin để phải diễn dịch hoặc quy nạp của cái thông tin trên là sai hết và chỉ có một nội dung đúng thôi. Đấy, nhưng mà ở đây thì thầy cô nhìn cả câu 1 và câu 3 thì đều là ba đúng một sai, và sai tôi đã bôi bằng màu đỏ. Đấy. Tương tự đến câu 2. Câu 2 thì như câu 1, tức là quy nạp. Tức là nước ta có hai chế độ gió chính là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ. Gió mùa đông thì thổi từ thời này đến từ tháng này đến tháng này và thổi từng đợt. Gió mùa hạ thì thổi từ tháng này và gió thịnh hành không có nghĩa là thổi suốt. Đấy, nó cũng có đợt chứ không phải là thổi 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 suốt, nhưng mà nó thịnh hành. Thế xong lại quy nạp là vậy, nội dung trên thể hiện tính chất gió mùa của khí hậu nước ta thì là đúng rồi, bởi vì bản chất là chết ở phần thông tin trên là toàn nói về gió mùa thì hiển nhiên ở dưới này phải chọn là gió mùa rồi. Thứ hai, gió mùa đông bắc làm cho miền bắc nước ta nhiệt độ hạ thấp, cái này đúng rồi. Gió mùa tạo nên kiểu thời tiết khô và nóng vào mùa hạ, cái này sai. Thời tiết ẩm và mưa vào đầu mùa đông lại càng sai, cho nên là thông tin này sai, không đáp ứng được cái thông tin trên. Là Và chắc nguyên chắn nhân là tạo loại nên gió A mùa là do nó vị trí địa lý ok và nước ta nằm trong khu vực gió mùa châu Á thì cái này là đúng. Đấy. Thế thì báo cáo với thầy cô là như thế. Câu 4 thì tương tự như câu 3, có nghĩa là câu chúng ta diễn dịch cho thông tin khái quát rồi ta phải diễn dịch ra. Đấy. Đến câu 5 thì lại là một dạng thức vẫn dạng thức đấy nhưng mà lại sử dụng một cái hình thức khác. Đó là có thể cho một cái bảng số liệu. Rồi xong rồi là chúng ta hỏi ABCD, và ABCD nếu mà trước đây ấy, thì chỉ có một cái đúng duy nhất, còn bây giờ học sinh phải chọn là A thì nó đúng hay là sai, B là đúng hay sai, và C đúng hay sai, và D đúng hay sai. Tóm lại là phải chọn cả bốn cái, bốn 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 phương án ABCD và lựa chọn nó là đúng hay là sai. Thế còn đúng hay sai thì nó phụ thuộc vào cái bảng ở trên, cái bảng số liệu ở trên. Đấy. Như vậy là thầy cô lưu ý là kể cả thầy cô dùng tài liệu hay là dùng cái dạng thức này để thầy cô kiểm tra một tiết cho học sinh ấy, thì thầy cô vẫn có phải kiểm tra đa dạng các hình thức, tức là không chỉ có chữ mà phải có cả kỹ năng. Đấy, kỹ năng phân tích bảng số liệu. Đấy, thầy cô lưu lưu ý cái đó. À, thôi tôi về 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 nội dung cu ti cụ tỉ cụ thể thì thôi.
nhá, chỉ khái khái quát thế thôi. Nhiệt độ, ví dụ như A là nhiệt độ trung bình tháng 1 ở các địa điểm tăng dần từ Bắc vào Nam thì cái này đúng rồi. Đây vôi nó tăng đây. Thế còn B là nhiệt độ trung bình tháng 7 giảm dần từ Bắc vào Nam, sai. Bởi vì là cơ bản nó đồng nhất. Cơ bản là đồng 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 nhất. Đấy. Thế còn sự thay đổi nhiệt độ trung bình giữa các tháng à tháng 1 ở các địa điểm Bắc và Nam là do tác động của gió mùa đông bắc, đúng rồi, giải thích. Nhiệt độ tháng 1 và tháng 7 có chênh lệch là do hoạt động của gió mùa, đúng rồi, tức là so sánh hai thằng này thấy chênh lệch và kết luận rằng là cái nguyên nhân chênh lệch là do hoạt động của gió mùa, hoàn toàn chính xác. Đấy. Thế thì thưa thầy cô là như thế. Câu 6. Câu 6 là câu biểu đồ.